theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn trong giải đấu PUBG Esports. Nghe được tiếng xe, Pháp đang chủ động đẩy ra, nhưng là một tướng vẫn đi bò. Pháp Pia gục rồi. Và giờ thì OneWinet còn phân kiểu solo gì lộ vị trí của mình. Bò đốt rồi. Và vị trí của Đức Hiếu trả thêm lửa. Solo gì knock out OneWinet. Chắc chắn là game mình họ sẽ bắt đi anh ấy. Và Đức Hiếu cần phải gạt nhanh đi solo gì knock out rồi. Và bây giờ thì solo gì nhà có chiêu trước các bạn ơi. Vẫn là thương hiệu của Solo gì đang check ra vị trí của Dian, nhìn thấy Dian rồi nên tình huống xây đến từ vị trí KKing, nhưng Dian phản xạ là cực kỳ tốt, một pha flick và bắn thẳng vào mồm KKing. Dian không còn quá nhiều diện tích để thể di chuyển được nữa, quả nết trên tay của Dian trả vào những cái sức ép cuối cùng, và đây giờ là vị trí của Dian. Quả nết là quá tốt, nó thiêu đốt hoàn toàn vị trí của Soati. M762 cùng với một cái can tật dài. Và hãy cùng xem nào, vị trí của Dian, anh đã phát hiện ra vị trí của Rafa. Như vậy thì Rafa đã lộ tròm đầu, Dian đẩy vào trong smoke, một tình huống bị trắng đến từ Dian. Nhưng Rafa vẫn rất kiên trì, một tình huống mà đẩy qua khu cánh trái, nhưng Dian trốn là khéo, một tình huống mà chơi vòng quanh Sokola. Bánh đa sơ đồ đánh Tom và Jerry, Tom một dành cho vị trí của Dian. Không thể tin được với một tình huống di chuyển qua thông minh. Tài năng trẻ đến từ Divine Esports đã khẳng định được rằng là tại sao tôi lại có mặt trong đội hình của Divine và tại sao tôi lại được lựa chọn thay cho những người đi trước. Cận về phía trước nhưng anh ta cũng rất là cẩn thận thôi. Như vậy thì game home đã dừng lại vị trí top thứ 14. Hải Saki không thể bắn lại với Đức Hiếu, bị gạt gió ngay lập tức. Bây giờ thì Đức Hiếu đứng bên cánh này bắn về vị trí Brazil, táp là quá đau và cả sấy cũng vậy. Zigu cùng Brazil đang bắn cặp, Đức Hiếu không thể thoát được họng súng. Zigu phải nằm ôm bụng ở đây. Dũng là người còn lại của Gaming X và Dũng có lẽ cũng sẽ không sống lâu được hơn nữa đâu. Nhưng họ cần phải làm điều gì đó. Bây giờ thì Zigu knock out được Zed, vẫn còn quay hết nữa. Zigu đang cố gắng nhà bắn trộm đâu. Thiếu máu lắm rồi nha Zigu ơi. Và chủ động xây đến từ quay hết, không kéo thời gian, quá khó chịu tới từ Zigu. Còn Curse nữa. Nhưng bây giờ thì Zigu 20 máu đang cố gắng chờ đợi để tạo nên một cái highlight trong lịch sử cho Zigu với những tình huống nhà rất dẻo. Đó là Zigu với triple kill để cho riêng mình. Từ đó thì lên có vẻ cho mình các bạn của Tony về Viettel Game. Và bây giờ đó là Ngọc Tần knock out vị trí của Hải Saiki. Nhưng mà trước đó thì Hải Saiki đã trả ra một quả nết, nó phát nổ. Ngọc Tần phải nằm xuống. Động tổ logi qua với vị trí của Hải Saiki đẩy vào đến từ Divisionic Gaming của bạn tôi đến từ vị trí của Vance. Và bây giờ đang có cho mình đó là cái mảng double knock out. MBK và Long Ca là người phải nằm xuống. Bắn là không thực sự tốt đến từ Divisionic Gaming. Brazil đang muốn làm 3, làm được 3 đến từ vị trí của Brazil. Triple kill rồi. Fergus phải nằm xuống và bây giờ Sapau đang ở đâu? Đức Mỹ nhấp nhả ra là khá khó chịu. Một quả flash được bốc lên và chủ động pick đến từ vị trí Đức Mỹ, nhưng đã là trốn đi đến từ vị trí của Hải Saiki cũng như là Tài Con rồi. Liên tục là những tình huống nhá và nhá giả ở đây. Hải Saiki đang đi đầu, chủ động để cho vị trí của Tài Con bắn ở backline. Và bây giờ thì đẩy lên luôn đến từ vị trí của Hải Saiki, nhưng đã là một rồi. Vị trí Đức Mỹ có cho mình cái mạng của Hải Saiki, tưởng như không làm được nhưng mà lại làm được thật đây này. Đức Mỹ ơi, một kill nữa thôi. Và bây giờ thì đó sẽ là cái top 1 dành cho các thành viên bên phía team Game Home. Không thể tin được một pha clutch 1v2 trước hai player có cái kỹ năng thuộc hàng bậc nhất của PUBG Việt Nam, đó là Hải Saiki và Tài Chó Điên. Và làm thế nào thì vào ghi đây, cái những quả nét tra ra những cái spell cũng như là cả xa bao nữa. Ôi trời ơi, cái gì thế này, không cần đến sung, chỉ cần nét thôi, hết spell hết xa bao rồi lại đến cả chỉ hai quân nữa. Vâng, các thành viên bên phía tiêu bao ghi đang gặp khó khăn thật sự, và bây giờ thì họ chỉ còn lại một mình duy nhất vị trí của Ngọc Tân thôi, chứ không thể tin được cơn mưa nét trong tiếng mưa rồi. Một tình huống quá khổ cho cả bốn thành viên của Mao ghi, không thể địch đầu, chỉ thấy bom bay sang thôi đã chết ba ông rồi. Ngọc Tân sẽ nối gót theo sau ngay lập tức, và đó là mạng dịch cho smell. Number 1 thì Sapau đã có một chỉ bắn nói rằng là cực kỳ tốt. Nét đây rồi, nét đây rồi. Và đây sẽ là một quả nét tới từ vị trí của Sapau, nhưng nó là hơi non. Vẫn còn nét. Bây giờ thì bộ đôi của Maugi cần phải di chuyển. Và đó là quả nét quá đẹp tới từ vị trí của Sapau. Việt Nam Gaming Setup liệu rằng họ có thể tấn công được hay không? Nhưng bây giờ có lợi nhất đang là Glittering Esports. Đạp Blue đang bị đốt bởi Blue Zone rồi. Greeny bị sấy, IQ 500 sấy đúng một tờ đạn và có mạng Greeny. Unicorn dừng lại vị trí thứ tư. Còn lại 3 team đó là Champ, Việt Nam Gaming Setup và các thành viên của Glittering Esports rồi.
8 players còn sống sót với IQ500 vẫn tiếp tục xoáy vào dung xì. Khả năng xoáy của IQ500 đang phải nói rằng là cực kỳ là tốt. Đúng là như vậy rồi, thương hiệu với khẩu Ata của IQ500 dung xì headshot đi được Queen đi rồi. Giờ thì Queen Tori đang đẩy mình xuống, họ muốn tìm kiếm thêm những cái điểm số nữa. Giờ thì có lại 3 team mà thôi. Ben cẩn thận với chạm đến setup nha. Khi mà từ đầu đến giờ thì họ không hề bị đậm vào hậu huy hạ một đi dung xì rồi. Thêm một pha bắn tốt đến Grimm 1-3 và đăng tổng số kill của các thành viên không phải, đó chỉ là con số 9 mà thôi. Vẫn còn player để có thể nắm thêm cái điểm số này cho Queen Tori. Một pha bi ốp quá điều của Ripple 1-3 và 10 kill rồi. Bây giờ thì Hau Y double kill dành cho Ripple 1-3. Cơ hội dành cho Phi Huỳnh vẫn đang là còn. Đức Hiếu đang cuốn cứu lại Maki. Maki đang nằm xuống quá nhiều lần rồi. Và bây giờ thì 3007 cố gắng trả đam về vị trí Vi Minh. Thì Minh cũng chỉ còn lại hai thành viên thôi, 6 kill rồi. Nhưng vừa rồi Iron Vay Clan đặt Blue làm hết. Top 4 dành cho Iron Vay Clan. Đặt Blue còn lại một Minh mà thôi. 8 kill thi đấu rồi, một Minh ta có 3 kill. Trong khi đó Vi Minh đối đầu với cả thành viên của Đức Hiếu cùng với 3007. Hai người còn lại, 3007 ôm bụng và Đức Hiếu thì đang nằm im trong khói. Smoke được trả ra, Chi Tâm đang mở cánh và như vậy là xong. Câu chuyện sẽ là Đạt Blue cắt 4 thành viên của VGaming. Tôi dự đoán thế đến khoảng 90%. Hơi khó nha. Và bây giờ thì VGaming họ biết Đạt Blue ở đâu. Họ đang bắt đầu ép lên. Đạt Blue vẫn chưa gây được sóng gió nhiều dành cho thành viên của VGaming. Bắt yếu vị trí của Đức Hiếu rồi. Một mạng knock out dành cho Đạt Blue. Đạt Blue có thắp một knock out. Và bây giờ thì 1v2 thôi. Chi Tâm cũng đang bắt đầu lộ rồi. Đạt Blue đang đi confirm. Như vậy thì cơ hội mở ra dành cho Đạt Blue. Như giáp, vậy giáp, thì... giáp, giáp. À, bây giờ thì Đạt Blue như Chi Tâm và triple knock out rồi. Hưu đi, Đạt Blue tiếp tục hưu lên. Và giờ thì 1v1. Nhưng mà Maki đang cứu đi Depsu. Và Đạt Blue cần phải cố gắng. Maki đang là người nhiều máu nhất. Depsu vừa mới hồi xong thôi. Bây giờ Đạt Blue một tình huống flick tâm mư. Maxi đang rất nhiều máu, trả cả Molotov lên. Maxi có khả năng phải ôm bụng. Bây giờ Maxi có đổi vị trí rồi. Nhìn thấy đầu Maxi đã lập tức ngay nằm xuống. Cả hai người từ phía Vi Minh đang ở thế bị động hơn rất nhiều. Đạt Blue đang cố gắng bắt được cả Depsu và cả thành viên cuối cùng. Bây giờ thì Đạt Blue, ui clutch hay không, clutch hay không. Highlight để đời Đạt Blue ơi, highlight để đời, highlight để đời. Một tiếng cắt 4 là có nha. Nhìn thấy Depsu à, clutch, 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 clutch hay không. Maxi đang rất thiếu máu rồi. Ui kìa, công lên. Clutch với Đạt Blue. Đạt Blue, Đạt Blue với 2 kill thi đấu. Một mình Đạt Blue chấp hết cả đội hình của bên phía TP Gaming. Vì bạn cần phải giữ mạng trong tiếng này, họ không nên để mất người. Đã di chuyển vào khu nhà, công thẳng vào khu nhà của Severus. Severus chỉ có 2 player với tôi, Snake vừa bị headshot bởi Basin. Nhưng bây giờ Ripan vẫn còn đến 3 player. Họ nên có những thiếu cứu nhau và chậm lại trong round thi đấu này. Không cần quá vội vàng. Đây là một tiếng mà Ripan đang có lợi thế, họ có lợi thế hơn người. Nhờ Red Dot đã bị gục bởi nhím rồi. Lợi thế đang thuộc về khách viên của team Ripan Gaming. Nếu như nhím mạng của mình, 3 team sẽ là rất nhiều lợi thế dành cho các thành viên bên phía team Refund. Bây giờ thì nhìn thấy rồi, và đó sẽ là án tử dành cho ba siêu. Giờ thì các thành viên bên phía team Refund đang chiếm cho mình một căn nhà rất đẹp ở trong tâm bò rồi. Di chuyển lên như thế nào đây? Bây giờ là cơ hội để Refund có thể câu cá được. Họ chỉ ra bờ sông thôi. Rất nhiều cá đang bơi dưới nước. Ra bờ sông và tổ chức một cuộc thi câu cá tập thể. Liệu Refund có nghĩ ra như vậy hay không? Vâng, bây giờ thì Rambo đang quăng lút đồ, thấy những tình huống bơi lội đến từ người xem ở đất rồi. Một con cá đã đạp xuống, đó là IQ500. Trong đó Divine đã di chuyển được lên bờ. Tiếp tục thì Bad Guy làm thế nào lên bờ đây? Úi dồi ôi, con tá cá đết xuống thế thì sống làm sao được. Trong khi đó, ở diễn biến khác thì Levit đã bắn chết được kẻ đi đốc bên phía của team Thái Nguyên. Cuộc chơi trở lại dành cho 4 team mà thôi. Các thành viên của team Divine tận dụng cơ hội rất tốt khi mà xem ở đất bị công bởi Ripan. Và giờ thì góc đứng của Ripan đang lợi hơn, chúng ta hãy chờ xem Snake sẽ làm gì đây. Snake không được bị đông ao. Snake đang có một nhục ném nết, có trúng hay không? Một quả nết được ném ra. Vâng, và quả nết này đã không thật sự là chính xác khi mà cái điều team Divine đã kịp di chuyển đổi vị trí. Nhưng Rambo ném một quả nết quá. Knock out 2 player bên phía đối phương. Bây giờ thì Divine biết đó là Divine. Đối thủ trực tiếp và Divine đã clear hoàn toàn Divine. Vâng, vẫn còn nguyên 4 player dành cho Divine cho đến thời điểm hiện tại. Và bây giờ thì cuộc chiến chỉ dành cho Refund và cách biệt của team Moon Gaming mà thôi. Moon Gaming có 3 người, Refund có 4 người. Và vòng bom mới là một vòng bom quá đẹp dành cho Refund Gaming.
Các thành viên bên phía team Moon Gaming đang cố gắng di chuyển xuống quả núi này. Thì bây giờ Rifan cũng biết điều này rồi, nhím đang xây rất tốt. Một tiếng xây cực tẩm nên mình chưa nhím vào King, chỉ còn cho mình 19 máu mà thôi. Ngay lập tức là một tiếng grapple kết thúc đi cái mạng của King. Các thành viên bên phía team Moon Gaming muốn di chuyển qua con đường này ư? Không có vị trí che chắn, nhím ba ông đi phi lại rồi. Và Kimon chỉ cũng không thể di chuyển qua. Quá hay dành cho các thành viên bên phía team Rifan. Và chỉ còn lại một mình vị trí của Bip đó thôi. 12 kill dành cho Rifan rồi. Top 1 đang đến quá gần. Và giờ đi Bip không thể làm được gì cả. Và đó sẽ là một cái top 1 dành cho các thành viên bên phía Rifan Gaming. 13 kill dành cho Rifan Gaming và một cái top 1. Họ đã sát đào hoàn toàn những đối thủ. Nhưng chúng ta phải kể đến một điều, đó chính là một tình huống mua bò đến từ anh Độ. Thì Nam C cùng Levit sẽ làm như thế nào đây? Fergus của Dizik cũng nằm lại ba tí đi con play game rồi. Kê cửa đến từ Levit. Góc kê là hơi khó, và thêm một quả flash trắng quá. Ôi, quả flash rất nhạy cảm. Levit trước mặt anh ta xoay. Và bây giờ là 7-7 sẽ phải nằm xuống mà thôi. Giống như cái cách tên của anh ta vậy. Và Nam C, Nam C anh ta phải nằm xuống rồi. Một đổi một dành cho các thành viên phía team Divine. Tiếp tục là Levit sẽ phải làm ba tình huống này. Nhưng Levit lộ vị trí sấy vào trong smoke một pha Quay rất tốt đến từ vị trí Quasier. Nhưng mà đó là Levit di chuyển thông minh hơn và làm đôi đến từ vị trí của Levit. Triple kill, và như vậy đó là Gaming X dừng lại ở vị trí top thứ 16. Không thể tin được. Unbelievable. Và Levit anh ta cần bôn cho tình huống vừa rồi.